Hello mọi người, chào buổi sáng tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Hôm nay mẹ bốn sẽ quay một cái clip mà cuộc sống thường trực của mẹ bỉm sữa như thế nào nha. Buổi sáng ở nơi nhà mẹ bốn nó bình yên lắm. Chim chóc kêu, cây cỏ. Mọi người thấy cái cây mà bàn lăng của nhà mẹ bốn không? Đó, mẹ bốn zoom lên cho coi. Nó có ba màu đó. Màu trắng đó, mọi người thấy không? Tiếp màu màu tím. Ở bên tay trái, góc trái là màu đỏ đó. Hay cái cục điện á. Chúc mẹ con mẹ bốn đi siêu thị Pepsi á. Nhà hết đồ rồi, bé bốn bốn đi siêu thị nha mọi người ơi.